Thưa quý vị, ngày 13 tháng 8, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ phát hiện ổ dịch COVID-19 mới ở khu phố Lộc An. Nửa tháng sau, ổ dịch này ghi nhận 36 ca mắc. Xác định mức độ nguy hiểm của ổ dịch này dễ dẫn đến nguy cơ lây lan nhanh, địa phương đã triển khai hàng loạt các giải pháp khống chế. Nhờ đó, một tuần qua, địa phương không phát hiện ca mắc mới tại đây. Ngay khi phát hiện 7 ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 13 tháng 8, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu phố Lộc An với 764 hộ dân, 3.304 nhân khẩu. Do địa bàn dân cư đặc thù, ngư dân vùng biển có nhà cửa san sát, đường đi lối lại nhỏ hẹp, cộng với ý thức phòng dịch của một bộ phận người dân chưa cao, nên ngoài việc phong tỏa, thị trấn Phước Hải còn lập chốt cứng với những địa bàn giáp ranh ổ dịch để ngăn di chuyển ra vào, vẫn nghiêm cấm ngư dân tuyệt đối không được ra khơi đánh bắt mua bán hải sản. Triển khai triệt để giãn cách để bóc tách các ca F0, từ ngày 14 đến ngày 27 tháng 8, thị trấn Phước Hải đã tổ chức 5 lần lấy mẫu test PCR cho 3.132 nhân khẩu, qua đó phát hiện 29 ca dương tính. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, địa phương tiếp tục tổ chức thêm 3 lần lấy mẫu đều cho kết quả âm tính. Song song đó, biện pháp an dân, hỗ trợ nhu yếu phẩm, không để mọi nhà, mọi người bị thiếu lương thực, thực phẩm, cũng đã được thị trấn Phước Hải triển khai ở khu phong tỏa, tạo đồng thuận trong nhân dân, đồng hành cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Thì mình cũng ở trong nhà, thành viên trong nhà thì cũng vẫn ở trong nhà luôn, không được đi đâu hết. Không ra khỏi đây luôn, không ra khỏi tới cái chỗ kia luôn, ngoài trừ đi. Cái tuy rằng khổ nhưng mà cũng phải dán phòng chống dịch, theo nhà nước chỉ thị. Áp dụng nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an thị trấn Phước Hải tổ chức nhiều nhóm tổ đội liên tục tuần tra kiểm soát người dân, không được ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Đồng thời giám sát xử lý người dân có nhà ở gần bờ kè biển ra hóng mát vào chiều tối hàng ngày. Lực lượng công an thị trấn chúng tôi cũng tổ chức tuần tra liên tục 24/24 trên tất cả các tuyến đường của thị trấn, từ tuyến đường Võ Sáu, đường chính và các tuyến hẻm và dọc bờ kè, và bố trí nhiều chốt chặn ở các đầu cửa ngõ để mà nhằm hạn chế bà con ra đường không cần thiết vào trong cái thời gian mà thực hiện cái chỉ thị 16 này. Đối với những trường hợp đã được nhắc nhở nhiều lần mà không chấp hành thì chúng tôi tiến hành lập biên bản trình qua thị trấn, chủ tịch thị trấn để ra quyết định xử phạt. Thì hiện nay là tôi đã lập được 83 cái biên bản và trình chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn ra quyết định xử phạt, là tổng cộng số tiền là 161 triệu. Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch, đến nay ổ dịch ở khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải đã được kiểm soát. Một tuần qua không phát hiện thêm ca mắc mới. Ngoài việc tăng cường biện pháp tuyên truyền kiểm soát người dân thực hiện giãn cách xã hội, thị trấn Phước Hải còn đẩy nhanh tiến độ tiêm 1.100 liều vaccine được phân bổ cho người dân ở khu vực phong tỏa thuộc các tổ 5, 7, 9, 11 và 13, khu phố Lộc An.